Chánh Tín, một diễn viên nổi tiếng. Những vai diễn đời đời, thần tượng của nhiều thế hệ khán giả yêu điện ảnh. Nhưng rồi bất ngờ, tất cả dường như vỡ vụn khi cái tin Chánh Tín xa cơ, lỡ vận, phải gán nhà trả nợ, không còn trốn đi về, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kéo theo đó là hàng loạt những thị phi, tranh cãi. Khán giả yêu quý ông thông cảm, sẻ chia. Nhưng cũng có không ít người cho rằng Chánh Tín chảnh, tự cao, là ngôi sao hết thời, lợi dụng niềm tin của khán giả. Phải dọn đi khỏi ngôi nhà mà ông luôn tâm niệm mình sẽ gắn bó đến cuối cuộc đời là một cú sốc lớn đối với nam diễn viên. Ở tuổi lục tuần, làm lại từ đầu, dù là diễn xuất, ca hát hay nhọc nhằn với chuyện cơm áo gạo tiền, tất cả đều không phải là điều dễ dàng. Xin kính chào quý vị độc giả của báo điện tử Vietnamnet. Kính thưa quý vị, với điện ảnh Việt Nam thì cái tên Chánh Tín không còn xa lạ gì cả. Sau nhiều biến cố của cuộc sống, giờ đây ông đang sống như thế nào và có hoạt động gì trong lĩnh vực điện ảnh hay không vẫn là một thắc mắc lớn đối với nhiều người. Và chúng tôi hôm nay rất vui được gặp ông và để trò chuyện những cái câu chuyện về đời sống cũng như về những cái dự án sắp tới của ông. Cảm ơn chú rất là nhiều vì đã nhận lời mời để trả lời những câu hỏi của báo điện tử Vietnamnet. Chính Tín xin gửi đến lời chào khán giả của báo Vietnamnet. Thưa chú, là tình hình sức khỏe của chú dạo này thế nào ạ? Thì cũng ổn. Sau một thời gian thì bị stress hơi nặng là vì lý do là có sự cố xảy ra trong cuộc sống hơi nặng nề. Cho nên là lúc đó thì nó cái stress nặng quá thì nó đổ bệnh. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là cũng ổn rồi, nó qua cái sóng gió đã qua rồi. Thì chú bắt đầu làm lại từ đầu. Cũng nhờ anh em giúp đỡ thì chú cũng mở cái quán nhỏ nhỏ, được 4-5 phòng, sức chứa khoảng 7-80 người. Bây giờ cuối đời rồi, qua những cái sóng gió vừa qua thì thôi vợ chồng xuống nhau, dây lưng đâu cực mà vô đâu cực mà làm. Thì bà vẫn tiếp tục làm bếp, còn anh thì tiếp khách, bạn bè, anh em, bạn hữu có cái chỗ đến để chơi, bù khú. Thay vì chiều chiều đi nhậu đâu cũng vậy thì ghé quán Chánh Tín thăm ông già này có chết chưa vậy mà. Như chú chia sẻ thì cô nhà nấu ăn rất là ngon và thường xuyên nấu những món ăn tại quán này. Vậy thì khi mở cửa hàng thì chú có phụ giúp bà xã trong cái việc chế biến các món ăn không ạ? Cái nghề bếp núc không phải nghề của tôi, thì bây giờ có vợ con, thí dụ như vợ tôi mà nấu không nổi nữa thì đi mướn người khác chứ không cách nào tôi phụ vợ tôi được hết. Cũng như trong cái nghề ngành nghề diễn viên của tôi mà tôi có mệt quá, tôi đóng mà 5-3 phim đi nữa thì vợ tôi cũng không thể nào thế được. Cái đó là cái câu hỏi đó. Sở trường của mình như thế, ai giờ kêu tôi nấu sao tôi nấu được trời. Không có hỗ trợ nhặt rau nhặt riết, tôi không biết gì trơn á. Cái chuyện đó, cái chuyện không phải của đàn ông. Tôi không biết làm. Tôi nếm nếm thì rất hay, tức là nấu xong ra tôi biết dở hay là ngon. Nhưng mà bắt tôi phải làm cái đó thì tôi làm không được, tôi nấu hơi khét nghẹt à. Mỗi người nghề thôi chứ. Tôi biết nấu nướng gì trơn á. Thời gian gần đây chú có dự án điện ảnh nào ạ? Cũng có, vừa qua thì chú cũng vừa đóng xong cái phim Đại ca U70 đó. Vâng. Rồi cái phim Đông Đăng chiếu. Vâng. Rồi sắp tới thì đóng cái phim là Fan Cuồng của hãng phim Chánh Phương. Vâng. Đạo diễn là Sạc Đi Nguyễn. Vâng. Cháu của tôi. Vâng. Rồi diễn viên chính là Sony Trí Nguyễn. Và diễn viên chính nữa là Thái Hòa. Còn nữ diễn viên chính là Phương Trinh, Jolie Phương Trinh. Đó, thì tôi đóng vai ba của Thái Hòa. Thì cũng cùng nhau trong dòng họ mà tham gia đóng phim chơi với con cháu vậy mà. Phim nhựa. Sau những biến cố của đời sống thì chú nhận được rất là nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của khán giả. Vậy cái việc đóng phim trở lại có phải là cách để chú tri ân lại khán giả hay không ạ? Đóng phim thì không có cảm ơn ai hết. Mình đóng phim là vì nghệ thuật, vì cái nền điện ảnh Việt Nam và vì cái là mình còn yêu nghề. Chứ còn cảm ơn thì làm sao mà cảm ơn cho hết cái tấm lòng của quần chúng đối với mình. Cho nên là sẽ có nhiều việc khác, có nhiều chuyện khác mà mình làm những cái điều nó hay ho hơn để cảm ơn cái tấm thịnh tình của quần chúng đối với mình. Nếu nói là đóng phim để cảm ơn khán giả mộ thì phim nào cũng đóng thì có khi cái đó không phải cảm ơn, mà có khi là bị khán giả mộ chửi ngược lại nữa. Cho nên cái sự giữ mình để làm những bộ phim có giá trị, những bộ phim có chất lượng, thì đó là cái cảm ơn. Cháu đặt một tình huống giả sử là nếu một ngày quán của chú hoạt động hết công suất, rất là đông bạn bè của chú tại đây, mà chú thì lại đang ở phim trường đóng phim, vậy thì nếu được lựa chọn
ở lại đóng phim hay về với bạn bè của mình thì chú sẽ lựa chọn như thế nào ạ? Dĩ nhiên là mình phải chọn cái nghề chính của mình chứ. Cái quán này là một cái phụ, một cánh tay trái để làm thêm cho vợ con, có cái chỗ để mà có đồng ra đồng vào. Lúc trước mình hoạt động điện ảnh tốt và mình làm kinh tế tốt thì vợ con khỏi phải làm. Nhưng bây giờ thì đã đến cái lúc mà nó hơi khó khăn, thì cái quán này là một cái chỗ để mà mình tạo cái sự sống nhỏ cho gia đình. Rồi thì nếu có phim, nếu có công việc mà nói chung nó thích, nó những vai trò phim mà hay mà thì chú cũng phải đi đóng phim thôi. Đó, thì còn Bích Trâm ở nhà, rồi còn con gái của chú, nó thay thế cho đóng phim rồi phải đóng cả năm rồi bà lo. Vài ba ngày, năm mười ngày, bởi vì chú nếu có nhận là chỉ nhận phim nhựa không à. Ở tuổi 60, dù trải qua nhiều biến cố, Chánh Tín vẫn giữ được phong độ riêng mà không phải ai cũng có được. Thời trai trẻ, ông có không ít các bóng hồng chủ động theo đuổi. Khán giả vẫn nghĩ Chánh Tín thảo hoa, đa tình và hẳn đã trải qua không ít những mối tình sâu sắc. Vậy chuyện tình yêu của nam tài tử nổi tiếng một thời này như thế nào? Hãy cùng đến với những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín trong phần tiếp theo trên báo Vietnamnet. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem.